Tiếp theo đến mẫu chuyện 79, lời dặn dò của Đức Thầy. Ông Út có kể mẫu chuyện lúc Đức Thầy còn ở tổ đình. Đức Thầy dắt ông Út ra cây dầu sau hè tổ đình. Đức Thầy nói: sau này tôi vắng tín đồ tôi một thời gian rất lâu, chừng nào chết chôn không kịp tôi mới trở về. Đức Thầy nói tiếp: lúc ấy ông hãy dùng lu máy vú để đựng nước. Tôi múc nước cho bệnh nhân uống, nước gánh không kịp, múc không xiết. Tôi múc nước rưới chúng ai thì hết đó. Đây là giai đoạn tôi cứu tín đồ tôi. Sau đó tôi vắng mặt 10 ngày cho tín đồ tôi trả quả. Lúc ấy trời đất tối thui, năm chèo xuất hiện. Trên núi thì thú dữ tràn xuống ăn thịt người không xiết. Thú thì con xé con lôi, con giành con giật, ăn thôi muốn trùng. Ông Út hỏi: như vậy thì ai nó cũng ăn sao thầy? Thầy đáp: người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Đức Thầy còn nói tiếp: nửa sao nước ngập tới hai cây dầu này, như vậy chết hết sao thầy? Không sao, chừng ấy văn thù Bồ Tát xuống cứu vớt. Sau đó trời đốt lửa tẩy trần, cháy lụng xuống ba tấc và đất đỏ như gạch. Sau ngày tận thế hạ nguyên, Phật trời đã dùng phép màu để lập lại thượng nguyên. Sau đây là lời bình: mỗi một vị Phật hay vị giáo tổ lâm phàm đều có sứ mạng thiêng liêng, mà sứ mạng đó không ngoài sự cứu khổ ban vui cho chúng sanh vạn loài. Bởi vì Phật thì lúc nào cũng đầy lòng từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh khoan hồng đại độ. Nhưng khi có sẵn lòng bác ái dị tha, chứ không thể bôi xóa được ác nghiệp quá nhiều của chúng sanh ở vào thời cùng cơ tận pháp. Trong bài sứ mạng, Ngài cho biết: ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Tuy nhiên Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, có bà mẹ nào lại muốn bỏ con phải khổ? Nhưng nếu con không nghe lời mẹ, cứ làm quấy để phải tội, thì mẹ cũng không thể binh vực được. Cũng như trường hợp của Đức Thầy, dù rằng Ngài quá thương xót chúng sanh mà phải lâm phàm độ thế, nhưng Ngài chỉ báo trước cái khổ phải đến với chúng sanh, và chỉ con đường giải thoát bằng cách là phải tu thân hành thiện. Bởi vì cứu lương nghiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Dạ con. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Nếu chẳng tu thân hành thiện, hoặc tu mà chẳng thiệt tâm trao sữa, thì dù Ngài có quảng đại thần thông cũng không làm sao cứu được. Huống chi đây là cơ tận diệt, cuộc diễn biến của đại tam tai, mà mình không lo tu tỉnh thì có tiên Phật nào sửa luật nhân quả cho mình được. Về điểm này, khi Đức Thầy đến khuyến nông tại Châu Đốc thuyết pháp xong, ông Diễn liền hỏi Đức Thầy: thưa Thầy, hội long qua thì Thầy chọn lựa những người hiền, nhưng sao con thấy hiện giờ hung hiền lộn xộn quá, thì làm sao mà chọn? Đức Thầy nói: đến chừng đó quả đất này sẽ là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông. Bạch Thầy, vậy hung hiền chết hết sao Thầy? Đức Thầy đáp: đừng lo, cứ tu đi, đến chừng đó người tu thật sẽ có. Văn thù Bồ Tát khi từ bi, chèo thuyền bạc gia cứu thì trần gian. Gió đưa nước sóng bừng loan, rước người tu niệm xê xăng phỉ tình. Vậy các ông hãy lo tu thật đi, thì sẽ có ngày văn thù rước, chớ lo gì. Là tín đồ ngoan đạo, ta phải cố gắng tuân thủ theo lời vàng ngọc của Đức Tôn Sư, thì lo chi ngày long qua không có mặt. Nam mô A Di Đà Phật.